Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe Đại Đình ơi. Dạ bây giờ là gần 7 giờ tối ở Sài Gòn mình. Em đang ở khu Vinhome Central Park nè Đại Đình. À, bây giờ là gần 7 giờ tối ngày Chủ nhật 28 tháng 2 năm 2021. Hôm nay là cuối tháng 2 rồi. Cuối tháng 2 rồi ha Đại Đình ha. À, bà con mình ở khu vực Vinhome Central Park này đang đi vui chơi ở công viên. À, đối diện mình là một cái dãy nhà mà cả nhà thấy không? Chủ đạo của nó là cái tòa Landmark 81 nè, top 10 thế giới luôn nha Đại Đình. Nó cao đó, khủng khiếp. À, nó được gọi là niềm tự hào của Sài Gòn luôn. À, bên này khu vực này là khoảng 10.000 căn hộ, hơn đó. Dạ. Hôm nay là Chủ nhật, bà con mình đi chơi. À, những chỗ công viên này là chỗ của bà con cư dân ở khu vực Bình Thạnh, cụ thể là khu Vinhome Central Park. Dạ, những người không phải là cư dân ở đây ngồi vô chơi đây cũng được như đây, được như bản thân em nè. Từ quận 7 chạy qua đây, tới đây chơi, thoáng mát, rộng rãi và có rất là nhiều tiện ích playground dành cho con trẻ. Cái chỗ này là sân trượt ba tăng nè, thấy không? Dạ. Nếu mà mình ở lóc nhà bên kia thì bộ qua bên này thì rất là gần đối với những ai mà yêu thể thao. Dạ. Rồi cả nhà thấy bà con mình đi chơi đi đâu không? Cái khu này thì cũng có vài của những anh chị hỏi em giá căn hộ ở đây thì mình có thể search tìm hiểu cũng được, hoặc có thể liên hệ bạn Kim cũng được. Em thì có quen bạn Kim, bạn quản lý khoảng ba mấy căn hộ ở đây. Tại vì bạn Kim thì em quen được là nhờ anh Cường với lại chị Trinh ở bên Áo về chơi. Mỗi lần một năm về chơi vài lần. Khi mà về chơi thì ở rất là nhiều nơi để cảm nhận được cái không gian, không khí ở Sài Gòn. Rồi bên kia đông không lại được. Đẹp không? Hết giờ phun nước rồi. Họ có cái vàng phun nước luôn. Phun nước thì tốn điện lắm. Dạ. Mình vô coi chùa mà. Đó, cái nhà thấy khung cảnh đẹp không? Rất là đẹp nha. Thì anh Cường chị Trinh ở bên Áo á, về á, thì có ở cái khu Landmark 81 này, rồi có quen được với lại bạn Kim thì giới thiệu cho em. Thì nhờ em quen được bạn Kim á, thì bạn Kim chia sẻ cho em rất là nhiều giá thuê căn hộ, rồi giá tiền mua căn hộ đối với những người nước ngoài mà muốn sở hữu căn hộ ở đây. Có khá nhiều cô chú anh chị mỗi lần Tết á đều về đều ở đây hết. Dạ, nhưng mà hai mùa Tết rồi thì vắng bóng bà con Việt kiều mình. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị ở đây lắm nha, đại đình Việt kiều á. Tại vì họ ở mấy năm mà. Đó, trời ơi, đông chưa? Khá nhiều đó. Quá. Wow. Ở đây có kiến nha. Bà con mình ngồi thì nên cẩn thận một tí. Cỏ này là cỏ thiệt nha, chứ không phải là cỏ nhân tạo đâu. Sao kia đi, sao kia đi. Đó, bà con ngồi quá đã luôn. Ở quận 7 thì có Phú Mỹ Hưng, cũng có một cái khoảng không giống vậy nè, nhưng mà không có đẹp bằng, diện tích nó không có bự bằng. Thì ở đây thì khoảng tầm 34 hectare, 500 tỷ, quá trời bự luôn mà. Ở cả nhà thấy bà con mình vui chơi không? Bên kia là khu căn hộ đó, rất là đẹp, đẹp lung linh luôn. Giá một căn phòng ngủ là khoảng tầm 2 tỷ, 3 tỷ mấy cho đến 4 tỷ mấy. Một phòng, hai phòng, ba phòng ngủ tùy theo cái nhu cầu của mình. Ở đây thì có rất là nhiều tiện ích. Có nhà hàng, có bệnh viện, có trường học. Rồi an ninh cũng tối đa nữa. Em rất là nhiều lần quay ở đây cho cả nhà coi rồi. Là em chỉ cố gắng cập nhật để cho cả nhà thấy được cái khung cảnh ở đây thôi. Và mỗi cái ngày thôi, hôm nay là ngày 26, 28 tháng 2. Cỏ nhiều nè, cỏ thiệt nha Đại Đình. Ở đây thì ánh sáng nó vừa đủ thôi chứ không có nhiều. Mình cũng thông cảm cho người ta, tại vì
bảo trì bảo dưỡng cái hệ thống ở đây rất là tốn tiền, nhất là ở công cộng nữa. À, đẹp chưa, quá đẹp luôn ha đại đình ha, quá đẹp luôn, quá wow, lung linh luôn. À, nếu mà em có điều kiện thì em cũng có muốn mua căn hộ ở đây để em ở. Dạ, ở đây thì có tất cả đủ mọi thứ, nếu mà cuộc sống hưởng thụ, nếu mà trừ đi rất là nhiều cái yếu tố đó, hàng xóm rồi chủ đầu tư rồi tiền bạc rồi đủ thứ đó, thì ở đây thì quá tối ưu nhất dành cho các cô chú anh chị giống như nghỉ hưu hoặc là hồi hương hoặc là sau đó, nó thích hợp với cuộc sống gia đình lắm. Dạ, ở đây tập thể dục rồi đủ các kiểu. Bên kia là bến sông đó, lại bờ sông đó có hai cái, có hai cái đài vọng cảnh đó, cao 20 mét, đi bộ lên đó mình ngắm xuống đã lắm. À, bên kia là cái chòi tôm BBQ ở đây được. À, đã cả nhà thấy bà con mình thả diều ở đây đã ha. À, mình đi hướng này là BBQ rồi khu playground cho con trẻ rồi công viên gì ta, Nhật Bản, nó có nhiều chủ đề lắm. Ở đây thì mấy anh đang chơi cầu mây, cái môn này lạ ha. Dạ, vô địch Thái Lan, Thái Lan vô địch á, Thái Lan với Việt Nam mình cũng dữ dằn cái cầu này đâu. À, cả nhà thấy vui không, đông vui không? À, cái môn bóng phải đánh vô cái cục này, không phải cầu mây. À, bên kia thì hai chị tập yoga kìa đại đình. À, nước ngoài nha. À, cả nhà thấy nước ngoài chưa không? Môn này Việt Nam mình. Hello. Hello, how are you? Cái môn này lạ quá hả? Môn này lạ quá đại đình. Môn này lạ quá. Việt Nam mình không có đâu. Ở nước ngoài có gì có môn lạ. Ron rồi, ron rồi. Mình chơi ngồi biết biết cũng được. Đó, coi đài phun nước cũng được, nhiều lắm, nhiều thứ. À, gió thì lộng, nghe tiếng xà lan chạy mang liều ra luôn. Nếu mà ngại gió thì buồn xương. Hôm nay không có ai nấu nướng gì hết. Nãy giờ em thấy mùi cái chòi thì không thấy ai nấu nướng gì hết. Dạ. Nó đã banh luôn. Dạ, vui không đại đình. Cái banh mà nó sổ ruột ra rồi. Nó gọi là banh tà lông nữa. Đại đình. Đó, đây là một cái chòi. Bãi luôn rồi. Mọi người thấy đây là một cái chòi ha. Chòi người ta nướng BBQ á. Có nước rửa. Có cái chỗ mà nướng. À, xuống dưới đây thì có rất là nhiều cái playground nhỏ dành cho trẻ con. Đây mình có thể tập thể dục đủ các loại hình hết. Đánh góp, cầu lông, tennis, bóng rổ, bóng đá, vây rau. Gió lộng đã lắm. Hay thường không? Cũng giống như lần đầu em cũng mới vô chỗ này ở đây thôi. À, người ta mới vô lần đầu. Dạ, ai vô lần đầu thì cũng ngỡ ngàng hết. Là công viên bự nhất ở Sài Gòn, ở thành phố Thủ Đức cũng có cái công viên nữa, trước là khu quận 9 đó. Ừ, rồi ở nhà thấy đông ghê chưa. Wow. Quá trời đông luôn. Đi thẳng ra ngoài bên kia là bến tàu, cầu tàu.
ngó được cái sông Sài Gòn, Bitco. Trời ơi má ơi, cái gì mà đông quá hớp luôn. Con chơi mà mấy phụ huynh người ta ngồi đợi miễn phí nha, nếu mấy chỗ khác, mấy cái trung tâm siêu thị thì họ phải tốn tiền 100-200 tùy theo ngày, tùy theo nó có nhiều cái dụng cụ nhiều hay ít đó. Quá trời đông không thôi. À, bên kia là khu đánh góp rồi bến tàu. Bây giờ em đi thẳng cái khu bến tàu vô cả nhà coi nha. À, coi cái khu nó như thế nào. Chỗ này là đánh góp nè. Đánh góp. Mà tối thì đâu có ai đánh đâu, trời ơi má ơi có luôn. Cả nhà thấy không? Tôi thui á. Tôi thui á nha. Đó, thấy mấy anh đứng bên góp không? Trời ơi, không biết cái anh Tiger Woods ảnh có ổn chưa nữa. Hả? Có mấy anh góp rồi nè, tôi thui thôi lùi luôn. Mình cũng thông cảm mấy hệ thống đèn đi nha. Cái này là công trình công cộng, tốn tiền lắm, tiền điện, tiền bảo trì, bảo dưỡng, thay mới thiết bị, rồi nuôi cái đội bảo dưỡng nữa. Okay. Đó. Đây chạy bộ, chạy xe đạp là ngon nhất. Em thấy là chạy xe đạp xong cái giác xe đạp lên nhà mình luôn cũng được. Tại em thấy coi phim Mỹ á, có rất là nhiều người ở những cái thành phố lớn như New York á, đông đúc quá, nên thử ra người ta muốn nhanh gọn lẹ, người ta có chiếc xe đạp, sáng sớm người ta đi bộ. Ta đi dắt xe đạp ta xuống, xong ta đạp xe đạp tới công sở người ta, ta dắt vô thang máy luôn mà, dắt ra dắt vô luôn. À, phun nước thì tới một cái giờ nào đó thì sẽ hết phun nha đại, chứ không phải phun hoài đâu, tốn tiền điện lắm, thực tế mà mấy cái công trình bảo dưỡng ở đây nó tốn tiền lắm, mà những người cư dân ở đây thì họ không đóng thêm một khoản phí nào hết. À, cái nhà thấy đã không? Đó, đẹp lắm. Cái nhà thấy có hai cây cầu không? Có hai cây lận ở chỗ phan cây đâu, hai cây cầu nó bắt ngang qua từ cái trung tâm thương mại hoặc là nhiều cái lóc nhà này đi qua bên công viên để chơi. Hướng bên trái mình là hướng về quận 2, qua bên sông là quận 2 rồi. Ở đây thì không ăn xin, không vé số, không bụi bẩn, không ồn ào, rất là tiện. Dạ. Yeah. À, nếu mà những ai mà đi làm văn phòng công sở mà gần ở đây, rồi những ai mà về hưu thì em thấy ở đây là ok nhất. Thậm chí là sau này cái tuyến metro số 1 Bến Thành với lại Suối Tiên họ đưa vào hoạt động sắp tới rồi, thì ở đây cũng là một cái trạm mà gần nhất. Từ nơi đây đi ra trung tâm quận nhất có 5 phút đồng hồ thôi. Cái tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh thì nó ngập, nhưng mà họ đang nâng lên để mà chống ngập, cũng nâng hoài
Đó, buổi chiều nó đẹp lắm, buổi chiều đẹp hơn bây giờ buổi tối rồi giờ, nên thử ra nó đỡ đẹp miếng. Lúc trước vắng lắm, sau này nhiều người biết thì người ta tới đông lắm. Cái nhà thấy thành phố Sài Gòn về đêm không? À, xa xa là hướng 12 giờ đó, đó là Bitexco 68 tầng đó, là một biểu tượng một thời của Sài Gòn. Rồi cái nhà màu đỏ đỏ đó cả nhà, đó là khách sạn The Rivoli 6 sao. Cái bên là cái trụ sở của một cái ngân hàng. Dạ. Ở bên kia là khu vực đang xây dựng. Đó. Đây cả nhà thấy cái tòa nhà mà đây không? Đó. À, đó là khu Sala quận 2, cũng dành cho nhà giàu. Nhưng mà cái diện tích ở đó thì nó không có bự, không có to như bên này đâu. À, đây là cái cảnh ở bên khu vực nhà giàu thôi nè ha. Nhà giàu Phú Mỹ Hưng á, buổi đêm. Em xin phép chào Đại Đình, em chào cả nhà. Chúc cả nhà sức khỏe, được nhiều hạnh phúc. Mọi người luôn yêu thương nhau. Ở đây đi bộ, tập thể dục thoải mái, vui chơi, relax lắm Đại Đình. Và muốn buổi chiều hoàng hôn xuống hoặc là bình minh lên. Thật sự, và có những ai người ta cảm nhận được ở đây, người ta sống ở đây thì người ta mới cảm nhận được thôi. À, giá nhà ở đây thì mình thấy cũng không có mắc lắm. Đương nhiên là dành cho những người có tiền á, một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ thì có giá từ 3 tỷ mấy cho đến 5 tỷ mấy. Đương nhiên thì mình cũng phải tính luôn cái tiền phụ phí, tiền phục vụ, tiền gửi xe, tiền bảo vệ, rồi đủ thứ tiền hết chứ không phải là đơn giản đâu. Ở chung cư mà, ở chung cư thì nó phức tạp hơn ở nhà phố rất là nhiều. Dạ đó, cả nhà thấy đẹp chưa? Một góc thôi, buổi sáng đẹp lắm. Thực lòng mà nói, đó giờ em đi là từ cổng chính vô đây hết. Em chưa bao giờ đi từ cổng chính quẹo trái ra, nó bự quá. Dạ, từ cổng chính ra còn nhiều nữa. Dạ, em chào Đại Đình, em chúc cả nhà sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Mọi người cũng yêu thương nhau, em chào Đại Đình nha. Giờ mình đang ở phố góc C1, C2, B1 nè.